Một cú ăn ba mà
bằng với Liverpool và đứng thứ 3 danh hiệu và Real Madrid 13 danh hiệu. Một kỳ 13 và bây giờ là 2020. Chức vô địch này là một chức vô địch bằng hệ tổ. Chung kết. Người đã có một trận đấu nhiều người nói đã tạo ra tên tuổi của anh. Người đi cuối cùng là Manuel Neuer. Này thì người ta sẽ không còn so sánh Neuer với Oliver Kahn.